so với cái tay của mình. Hello, xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Thầy Mò Sát. Và đây là một cái tập rất là buồn của mình, là bởi vì mình vừa mới mất bé kiến chúa Bunen của mình. Cái cảm giác mà khi mà mất một con kiến cả ngàn đô thì khá là buồn các bạn, khá là buồn. Cái vấn đề tiền bạc thì để sau, nhưng mà cái vấn đề về tinh thần á, về cảm xúc á thì nó khá là nặng nề. Mà cái lỗi là xuất phát từ bản thân của mình, và mình chấp nhận là mình mắc cái lỗi này và mình rút cái kinh nghiệm cho lần sau. Bởi vì là trong cái quá trình mà lúc mà mình cho con Queen nó ăn, thì thay vì mình lấy Red Runner và lấy Dubia mình cho ăn, thì mình lại lấy sâu Thái mình cho ăn. Thì cái sai lầm nó nằm ở chỗ là trong con sâu Thái á, lâu lâu nó sẽ có cái phân của nó, và cái phân đó tương đối là gọi là độc. Và không ngờ là cái con chúa nó ăn phải cái đó và nó mất. Thì mình đã đông lạnh bé lại. Đây, đông lạnh bé lại. Mình đã đông lạnh nó lại đây cho bạn coi. Bạn mình sẽ tiến hành xử lý cái xác này. Thì nó sẽ phơi khô, rồi sau đó là tụi mình sẽ đổ resin để làm một cái móc chìa khóa. Một cái kỷ niệm tương đối rất là buồn các bạn. Rất rất là buồn. Bé mất trên tay mình luôn. Và cái triệu chứng thì đúng là nó đang bị trúng độc các bạn. Thì cái dòng Bunen này thực tế ra thì nó không có khó nuôi, nhưng mà cái sai lầm thì lại xuất phát. Xui rủi các bạn, quá là xui. Xui rủi nên là nó mới bị như vậy. Thì mình đã phải đông lạnh cái xác lại. Đây, các bạn thấy rằng nó rất là to luôn. Rất rất là to so với cái tay của mình. Một cái bài học kinh nghiệm rất là lớn là sau này, kể từ sau này là mình sẽ không cho kiến của mình ăn sâu nữa các bạn. Rất là nguy hiểm. Đêm 30 lo đi, 31 lo đi chơi quá, cái bỏ con sâu vô. Không nghĩ là con sâu mình cũng đã, nghĩa là mình nghĩ rằng mình đã good luck con sâu, nghĩa là mình đã nuôi con sâu cách ly một khoảng thời gian cũng gần cả tháng mấy rồi. Mình cũng không nghĩ rằng là nó lại vẫn giữ những cái độc tố bên trong á. Rồi cuối cùng là nó dẫn đến cái hậu quả rất là lớn như thế này. Biết vậy thì mình đã cho ăn Red Runner với Dubia rồi. Chơi bất kỳ một cái gì thì nó cũng sẽ có những cái sai lầm. Bất kỳ ai cũng có sai lầm. Nuôi chuyên nghiệp hay là nuôi bình thường hay là mới nuôi thì cũng có sai lầm các bạn. Và mỗi một cái sai lầm này khiến chúng ta lớn hơn. Và mỗi sai lầm này đều phải trả giá bằng tiền hết. Các bạn thấy là nuôi bất kỳ con gì cũng vậy. Chứ không phải là nuôi rắn hay là nuôi bò sát là các bạn không phải trả giá bằng những cái sai lầm. Thì mình đã đông lạnh bé lại. Và mình bỏ vô. Vô đây. Ngày mai là mình sẽ gửi bé đi. Gửi đi xử lý. Cái vấn đề bây giờ là mình vẫn còn... mình vẫn còn Walker. Nhưng mà con Walker này thì chắc là nó cũng không thể nào sống thiếu con Queen được các bạn. Và mình có hỏi một số người bạn tại Úc của mình á, thì người ta nói rằng là khi ghép con Walker này chung với lại những con Queen khác á, thì mình dự tính là đặt một con Queen khác, thì người ta nói là không thể, tại bởi vì là khả năng là thành công với con Queen mới rất là thấp. Một số thông tin thì nói là người ta có thể kết hợp con Walker này chung với lại những con Queen mà nó chưa có Walker, nghĩa là nó mới có Bubba hoặc là có Brett á, thì khả năng nó sẽ ghép bầy được, nhưng mà rất là thấp. Thì mình cũng suy nghĩ, thì bây giờ là chỉ có nước là bây giờ mình sẽ nuôi con Walker này đến khi nó mất thôi các bạn. Thì ban đầu là mình cũng dự tính là sẽ tử nó, nhưng mà thôi mình thấy tội quá nên là mình quyết định là mình sẽ nuôi cho đến khi mà con Walker này mất. Một con Walker đời đầu rất là buồn các bạn, rất rất là buồn. Thì mình sẽ đặt một bé Queen khác vài. Thì thật ra đối với mình thì cái dòng này chăm cũng dễ, chứ nó không phải là chăm khó như những gì chúng ta tưởng tượng. Nghĩa là trên sách vở lý thuyết thì nghĩ là nó khó, nhưng mà thật ra nó không khó.
Nhưng mà cái vấn đề nó lại nằm ở chỗ là mình quá sai lầm trong vấn đề thức ăn các bạn. Quá sai lầm. Và cái vấn đề đó nó dẫn đến cái hậu quả rất là lớn. Ban đầu là mình nghĩ nguồn nước, nhưng mà thật ra không phải. Tại vì tất cả nước dành cho kiến của mình ở đây á, đều là nước sạch. Và mình đã nấu chín đun sôi để nguội thì mình mới cho tụi nó dùng nước. Nhưng mà cái vấn đề là nằm ở tụi sâu. Tụi sâu này nó rất là nguy hiểm. Ở một cái điểm á, là các bạn biết cái tụi sâu này á, trên cái phần đầu này của nó là nó sẽ có cái phân. Và cái phân đó nó khi mà nó con sâu nó chưa bài tiết ra mà mình cho con kiến nó ăn á, thì nó ăn chúng cái phân đó, cái phân đó rất là độc. Và bạn mình nuôi nhiều con, ví dụ như nuôi ếch cũng dính tình trạng của con sâu này, nuôi kiến cũng dính, cũng có người đã từng dính, nuôi rết cũng dính. Nên rằng là cái con sâu này nó khá là nguy hiểm các bạn, khá là nguy hiểm. Và lần sau là mình sẽ không cho dùng con sâu này nữa. Bữa giờ thì mình cũng cho ăn sâu, mình cũng cho bun lẹt ăn sâu, mình cũng cho tetrabonera ăn sâu, nhưng có vẻ là tetrabonera thì tụi này nó khỏe là một chuyện. Cái vấn đề thứ hai là khả năng cao là tetrabonera nó có những con thỏ nó ăn sâu nó chết, thì mình cũng không biết, tại vì thỏ nó nhiều mà mình không biết. Hoặc là bun lẹt thì nó hơn là nó ăn không phải những cái con sâu ấy, những là chậm vía. Nhưng mà xui rủi là ở cái dòng semi local á, thì con queen nó hay đi ra ngoài nó ăn. Con queen nó hay đi ra ngoài nó ăn. Và cái lúc mà nó ăn thì vô tình là nó ăn chứ con thỏ không ăn, thì chết con queen. Quá là tiếc luôn các bạn. Rất là tiếc. Đăng cái clip này lên để cho các bạn thấy rằng là nuôi bất kỳ một cái con gì nó cũng sẽ có những cái khó khăn riêng, và nó cũng phải có những cái trải nghiệm đau buồn riêng. Nhưng mà nó sẽ là một cái rút kinh nghiệm các bạn. Các bạn sẽ rút tỉa kinh nghiệm dần dần. Có nhiều thứ mà khi mà mình nuôi rồi, mình trải nghiệm rồi, nó mới khác cái những cái mình đọc trên sách vở, đọc trên thực tế. Khác rất là nhiều. Để tình hình ổn định hơn một tí, rồi mình sẽ đặt một bé queen khác. Nhưng mà lần này chắc mình sẽ không đặt Ravinoda nữa, mà mình sẽ đặt con Biriformis, là của một loài bull end khá là to. Biriformis thì nó được một cái loại là nó sẽ kiểu bự hơn, khỏe hơn, dù tốc độ sinh sản nó chậm hơn nhưng mà nó sẽ khỏe hơn các bạn. Đây là con bull lẹt. Đúng cái khoảnh khắc mà nó đang đẻ thêm một cái trứng, hình như nó đang đẻ cái trứng thứ ba đó các bạn. Ồ, rất là tuyệt vời. Con bull lẹt nó đang đẻ cái trứng thứ ba nè các bạn. Để mình lấy cái miếng giấy ra. Có vẻ là như nó đang đẻ cái trứng thứ ba. Đúng rồi. Con bull lẹt mình nó đang đẻ các bạn. Mình sẽ không làm phiền nó nữa. Đây là cái trứng thứ ba rồi các bạn. Rất là tuyệt vời. Mình sẽ đẩy lại. Mình cảm giác nha, là tụi này nó không có thích vô mấy cái hộp giống gì vậy. Nó không thích. Nó thích kiểu cái ống nghiệm. Hôm bữa là nó di dời trứng vô đây. Nó di dời trứng vô đây rồi, với lại bản thân của nó vô đây. Xong rồi nó đẻ trứng trong này. Xong rồi sau đó thì nó lại kiểu mang trứng ra. Và nó để trứng ở trong, nó chui lại ống nghiệm nó ở. Có vẻ con này là nó thích ống nghiệm. Thú vị nữa về cái tụi này á, là mình xịt nước á, ở trên cái thành này nè các bạn, thì nó lại lên cái thành này nó uống. Nó không uống nước trong cái bình đó, mà nó cũng không uống nước trong cái bông lọc luôn. Và cái này hôm qua mình có hỏi một số người bạn của mình bên Pháp á, với lại bên Đức, thì người ta nói rằng là cái dòng này nó có rất một cái đặc điểm là nó thích uống nước ở trên lá cây. Do đó rằng là nuôi tụi bull lẹt này, người ta thường để những cái cây lá mà người ta xịt nước trên đó cho nó uống. Một cách nuôi rất là khác biệt so với lại nhiều dòng kiến mà người ta từng thấy. Đặc biệt là cái con Barabonera Lavata, là cái con bull lẹt mà của Nam Mỹ á, cái con bull lẹt mà khá là khét tiếng của Nam Mỹ á, thì cái con đó nó lại cực kỳ thích ngậm cái hạt nước đó, nó mang cho con queen nó uống. Rất là hay, nghĩa là có những cái kiến thức mà khi các bạn nuôi rồi các bạn mới
trải nghiệm là các bạn mới biết. Chứ thật ra nếu mà các bạn đọc lý thuyết hoặc các bạn nghe người khác chỉ thì nó cũng không có gọi là đúng và chính xác á. Nghĩa là tại bởi vì là mỗi người sẽ có trải nghiệm khác nhau. Ví dụ như họ nuôi con này con kia, ví dụ như vậy, thì họ nuôi thành công thì không sao, họ nuôi thất bại thì nó cũng sẽ đem lại cái ấn tượng không tốt với họ. Họ nói là nó khó nuôi rồi, nó khó chăm rồi, nó khó này nọ. Nhưng mà thực ra là mọi người trải nghiệm khác nhau. Nếu ví dụ như bạn nuôi dễ thì bạn sẽ trải nghiệm nó dễ. Nên là do là cái quan trọng, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải flexible các bạn, nghĩa là phải thích nghi được á với cách nuôi của từng con. Và cái gì sai thì chúng ta phải nhận là mình sai, nhận là mình thất bại thì chúng ta mới giỏi được các bạn. Như các bạn biết, mình nuôi những con rắn hay là những cái con rùa rồi bò sát này nọ thì hầu như tất cả đều phải có những cái khó khăn riêng các bạn. Khó khăn riêng. Quan trọng rằng là chúng ta thích nghi được thôi. Chúng ta thích nghi được thì chúng ta sẽ làm được hết. Cái đợt vừa rồi thì đám rắn vua của nhà mình nó nôn rất là nhiều. Tại vì lý do là thời tiết những ngày cuối năm rất là lạnh các bạn. Nên là các bạn thấy ở đây mình sẽ có những cái bóng sưởi như thế này. Những bóng sưởi như thế này. Thì trong cái khoảng thời gian mà lúc mà mình nuôi rắn vua thì trước giờ mình rất là thích dùng cái bóng này. Cái bóng này là một cái dạng bóng sưởi nhiệt các bạn. Nó sẽ tỏa nhiệt ra và nó gây nóng. Và sau này thì mình đọc một cái bài nghiên cứu gần đây của những người nuôi indigo ở bên Mỹ á, thì người ta nói rằng cái bóng này thường nó không có tác dụng nhiều. Nghĩa là cái nhiệt của nó chỉ làm ấm cái môi trường thôi, nó không sưởi được cho con rắn. Bằng cái bóng này ha, cái bóng này là cái bóng hồng ngoại. Thì cái bóng hồng ngoại này á, nó lại là cái bóng tạo ra nhiệt nhiều hơn và nó giúp cho con rắn nó ấm hơn. Nhưng mà do là cái tia hồng ngoại này nói chung là nó cũng gây khó chịu cho rắn á, nên là mình sẽ để một cái miếng giấy như thế này để nó cách đi một cái lớp nhiệt như vậy để cho con rắn nó ấm. Thì mình thấy rằng cái dạng này, từ hồi sử dụng cái dạng này thì rắn nó chậm ví là nó ít nôn. Một cái dạng nữa mà để sưởi nữa đó là cái miếng sưởi bát nhiệt như này. Nhưng mà cái bát nhiệt này thì bây giờ cái cách sử dụng của nó thì là thường là người ta sẽ quấn cái khăn, người ta sẽ chạm cái khăn xong rồi đặt cái hồ lên đây. Thì cái bát nhiệt này nó cũng là một trong những cái phương thức sưởi ấm rất là ok. Còn về kiến thì sắp tới là mình sẽ làm một cái bàn để mình đặt hết tất cả tụi kiến lên. Và mình sẽ dự định là mình sẽ lấy một cái con Beautiful Mix về Việt Nam để mình trải nghiệm con Bunen đó. Rất là tiếc, rất là buồn các bạn. Nhưng mà thất bại thì mình phải chấp nhận thôi. Đợt vừa rồi con Tiger mình cũng nôn. Chỉ cái con quỷ mập này là ăn rất là khỏe thôi. Mình nhiều khi có những cái quyết định trong bất kỳ một cái trò chơi á, những cái game này nhiều khi có những cái quyết định mà các bạn làm rồi các bạn mới thấy nó tiếc. Nhưng mà các bạn làm rồi á thì nó mới lại có cái kinh nghiệm cho các bạn để các bạn tránh trong tương lai. Ví dụ như nuôi Red Runner ở đây một đống, nuôi Bia một đống. Nếu mà mình kiểu dạng như lúc đó mà mình lấy con Red Runner cho ăn hoặc là mình lấy Dubia cho ăn thì mọi chuyện nó sẽ tốt hơn các bạn, chứ nó không phải bị như bây giờ. Nhưng mà xua rủi rồi, mình không thể nào kiểm soát được cái vấn đề đó thì thôi, thì chấp nhận thôi các bạn, chấp nhận cái sự thất bại của mình thôi. Một cái bài học kinh nghiệm rất là lớn cho bất kỳ một cái người nuôi pet nào. Nhưng mà sau đợt này thì mình sẽ không còn tin vào tụi sâu nữa, mình sẽ không nuôi sâu nữa các bạn. Mình sẽ không có, nghĩa là mình sẽ không cho ăn sâu nữa, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Nói chung là đây là một cái năm mà cũng xui rủi là kết thúc năm mới bị, chứ không bị vào đầu năm mới, nên là cũng khá là may mắn ở chỗ đó. Vừa rồi thì mình mất cũng nhiều, mình có mất rắn cũng nhiều, mình mất kiến cũng có mất kiến, cũng có những cái xui mất kiến. Ví dụ như là đợt đó mình nuôi tụi quân đội á, thì bị một cái là con rắn nó sổng ra xong nó đập rớt bể cái chuồng, chết con Win. Kiểu đơn giản vậy đó các bạn. Nó có rất là nhiều cái thứ diễn ra khi các bạn nuôi bất kỳ một con gì. Và đôi khi bản thân của mình phải chấp nhận những cái chuyện đó, coi như là một cái phần của cái cuộc chơi. Nếu như là đen thôi, đỏ quên đi. Đó kiểu dạng vậy. Thì hy vọng rằng tất cả các bạn thấy được cái bài học kinh nghiệm của mình mà chúng ta cùng tránh, để chúng ta có thể nuôi được con bé của mình thành công hơn trong năm mới. Thì lời chúc của năm mới của mình là chúc các bạn có những cái con bé khỏe mạnh nè, gặp rất là nhiều may mắn nè, và gặp thiệt nhiều những cái điều hạnh phúc và cơ hội trong cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn nha, xin chào và hẹn gặp lại.